tiếp tục đến với quê mình xem anh em làm nghề đi làm nha các bạn. Anh em sẽ cuốc hiện giờ đang lấy chiếc Justice 70 Hitachi. Xe này cũng hơi bạo nha các bạn ơi. Nãy là cái chẹt ngã ngửa ngã nghiêng với anh này luôn. Thường là những cái cần này thì đa số là phá giường với lại vét những cái con mương ở trong giường là chủ yếu, cũng ít có khi mang ra sông lớn hoặc sông sâu làm nha, bởi vì cần nó hơi ngắn. Ở đây thì nó cũng tương đối gần. Nó cũng cạn. Trời ơi chẳng nghiến. Ôi ôi, khủng như các bạn. Xe này dữ lắm, bạo lắm. Cái con kênh này do lâu quá bà con mình cũng có lưu thông, không có nạo vét, nên là hiện tại là nó rất là cạn và rất là nhiều đất. Đi trên sông là những cái con mỏ vịt cần dài nha, dài có đôi khi là họ tháp cần rất là dài, còn chiếc này thì tùy theo cái địa hình mà mình gắn cái cần sao mà nó hợp lý để mình làm cho nó thuận tiện, cho nó dễ dàng. Ồ kìa, thấy ghê chưa các bạn. Sông này không múc thì thời gian nữa thì mình nghĩ là không có còn chiếc ghe nào chạy được hết. Rồi, đây là góc nhìn từ ở phía trên bờ nhìn trực diện xuống. Hồi nãy thì mình quay ở dưới cặp mé nha các bạn. Quá trời đó, gào nào cũng đầy. Trời ơi kìa. Quá trời.
quá vậy. Gần gần lỡ dính đầy mình luôn nha các bạn. Ôi kìa, chẹt đụng đất luôn. Này không mất hiện thời gian nữa là nó cạn luôn rồi, không có còn lưu thông chuyên chở lúa gạo được. Tại ở đây đa số là người ta làm ruộng, nên là cái con kênh này người ta hay lưu thông để mà chuyên chở và phục vụ cho sản xuất các bạn. Máy cắt đi rồi máy cày nó cũng đi trên sông này. Gây vậy.